Nào các bà tươi lên. Ôm mèo người đằng trước. Bây giờ nhá. Chụp xong cho em. Rồi cả nhà thả tay ra nào, thả như này nào, thả nhẹ ra. Vuốt nhẹ ra đấy. Đấy chụp đi em. 2, 3. Cả nhà tươi lên. Tiện tay thả tim cho cháu cái, đếm tiền. Đếm nhẹ thôi. Thả hở van tim rồi, thả nhẹ nhẹ. Cô thả nhỏ thôi, đúng rồi. Rồi. Tiếp theo là để tay lên vai người bằng trước. Để nhẹ nhàng, cái tay nhẹ nhàng thôi, không phải bóp bóp nhảy đâu, để nhẹ nhàng nhảy thôi. Đúng rồi. Chụp em. 3. Tiếp theo để cầm lên trên tay mình, để tạo lên đấy, để lên vai người ta luôn, tựa cầm vào vai người ta. Đúng rồi, hơi ngả người phía trước cho nó eo ót tí. Rồi nhá. Đúng rồi. Đấy, đằng sau người nhìn đằng trước, nhìn đằng sau cho cháu mấy bà để đẹp đây này. Bác để tay thế, chắp tay vào cho cháu là đẹp. Rồi. Tiếp theo tiếp theo chân đá cong lên tí cho nó điệu. Đấy, em chụp đi, chụp đi. Tung váy sau, tung váy sau. Đây nhìn, nhìn bạn này cho cháu này. Rồi. Rồi xoay xoay chưa? Chưa xoay, xoay rồi ạ? À? Được rồi. Dài chân ra, để dài nhảy dài chân ra. Chân dài ra. Chân chào hỏi, chân mình cong cong nhảy này cho nó dài. Đấy, rồi. Bà cứ đi đi. Đấy. Dài thế thì dài thôi, nhưng mà kéo cái tà lên cho cháu, cho hở chân dài ra tí nữa này. Tiếp đi em, tiếp đi đi. Anh đang ấy cho em chụp đấy. Nhìn máy ảnh, cả nhà nhìn điện thoại này. Rồi xong chưa? Cả nhà xong chưa? Từ từ đặt tay lên má. Vuốt má nhẹ. Cháu xếp cho đến tối luôn. Rồi. Nhìn nhiều quá. Rồi, đặt nhẹ lên má này, ok. Nhiều quá. Nhiều lắm. Được. Có nhiều. Phải nhiều lắm. Mà thêm được, ăn mày. Được sự bố mẹ các cậu các
các bác các tổ các mợ các gì là xuống để cùng cho nhất nhà con ở dưới này, người bà con, tất cả là anh em của con. Con không biết gì, con xin chúc hai cụ luôn mạnh khỏe để an khang thịnh vượng, để là bóng cây của tre của gia đình, và hai cụ chúng ta ở dưới, hai cụ chúng ta ở trên, và toàn thể anh em nhà con để làm sao để học hỏi dân làng. Ngày bố mẹ 10 giờ sáng ngày mai, với hai cụ ở trên tất cả đông các bà các con mở uống rượu mừng cho nhất nhà con thế này và các em của con. Vâng, nói thế thôi được. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh em bên nội bên ngoại, sau đây con là con trai trưởng của cụ. Hôm nay cụ Nguyễn Minh Du, hôm nay ngày mai ngày được tu lễ đăng quang lên cụ nhất, thì con là con trai trưởng cũng không có biết nói gì, cũng con chỉ có mấy câu thơ để chúc sức khỏe bố mẹ và anh em. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác nội ngoại, bà con là con trai trưởng đại diện cho gia đình, con xin được phát biểu đôi lời. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa các vị khách quý, lời đầu tiên tôi xin gửi tới lời trân trọng gửi đến toàn thể quý vị một lời chào
chúc sức khỏe đoàn viên vào mùa thu năm 2023 an khang thịnh vượng. Kính thưa cha mẹ, năm cũ sắp hết, năm mới sắp tới, sang xuân ngập tràn trong mỗi gia đình, trên mỗi con người, trên mỗi con đường và trong từng ngõ xóm. Mùa xuân của niềm vui, sự đoàn viên hội tụ của gia đình. Chào hai cô. Chào hai cô ạ. Hôm nay là ngày 20/21/9 năm Quý Mão. Cha và mẹ sinh ra chúng con được 5 trai 2 gái. Cho đến ngày hôm nay, cha mẹ lấy vợ cả chồng được 5 con dâu và 2 con rể. Và giờ đây cha mẹ đã nhận thêm 4 người con nuôi. Các con của cha mẹ đang sống trên đất của mẹ, cha mẹ để lại tại ngôi nhà này. Cha mẹ đã xây dựng nơi chúng con được sinh ra. Cha mẹ chăm sóc yêu thương và lớn lên trưởng thành từ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Tình cha tựa núi Thái Sơn, nghĩa mẹ sánh cùng nước Biển Đông. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ân tình sâu đậm là đây, con luôn ghi nhớ trong lòng. Làm con chữ hiếu phải tròn, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Và giờ đây các con của cha mẹ đã trưởng thành, cũng có người lớn lên thành ông thành bà. Nhưng trước cha mẹ, chúng con vẫn luôn là đứa trẻ, luôn là thằng Hà, cái đua và năm em của cha mẹ. Nhìn lại chặng đường chúng con đang đi, chúng con cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là thiếu sót về báo hiếu với cha mẹ. Thánh Hiền có dạy, hãy báo hiếu cho cha mẹ khi các ngài còn sống, đấy mới là đạo lý. Kính thưa cha mẹ, còn hạnh phúc nào hơn khi hôm nay được thấy cha mẹ mạnh khỏe, vui tươi, dù tuổi đã xế đông. Mà mùa thu đông đọng lại trên nụ cười của cha và mẹ. Cha mẹ luôn tấm là gương sáng, là người thầy đầu tiên, quan trọng nhất của đời chúng con. Vâng, cha mẹ chúng con hình cho mẹ, cha mẹ cho chúng con hình hài, dạy chúng con nhân nghĩa, dạy chúng con biết yêu thương và trân trọng quý giá người lao động, trị giá trị của người. Hôm nay là ngày trọng đại của cha. Các con chúc cha và mẹ luôn đón, chuẩn bị đón một tuổi 84 của mùa xuân ngập tràn của không khí mừng ngày trọng đại của cha. Chúng con được dâng lên bó hoa tình cảm nhất đến tặng và lời chào của phụ nhất. Ngày hôm nay chúng con được xin vinh dự dâng lên nắng hoa tươi thắm thơm ngát chúc ngày trọng đại của cha. Chúng con kính thưa cha và mẹ, ngọc sáng như Biển Đông, như túc bạch tùng viên mãn, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Và cha mẹ cho chúng con nói một lời yêu thương từ đáy lòng. Chúng con yêu thương cha mẹ thật nhiều. Và sau đây toàn bộ các con cùng các cháu chắt lộn ngoại tặng hoa các cụ. Kính thưa cha mẹ, dâng lên đó hoa để chúc mừng ngày trọng đại của cha, ngày trọng đại của cha và mẹ cụ Nguyễn Đình Du, cụ bà Đào Thị Quý. Bác lão ngày 21/9/2023 Quý Mão, con trai trưởng. Con xin kính chúc cha mẹ và toàn thể gia đình bên nội bên ngoại luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thank you.
thứ nhất cụ thể toàn thể đông quân phục. Hôm nay được ngày vui nhất toàn thể các ban ngành đại diện ban chấp hành chi hội người cao tuổi hai ghế công an 8 và 9 nam và nữ cùng chính quyền địa phương 6 tổ dân phố vâng hai bên chủ nhiệm của các xã có cây cầu đến để kính mừng cụ vâng để cụ chấp nhận và dâng cây cầu như là lễ thánh. Tôi xin phép để thưa trên cụ nhất cụ nhì cụ từ cùng toàn thể đông quân cụ tôi đưa lời phát biểu lạy thiên địa phần thánh là vua con đức bà là nhị vị đức đại vương kính thưa xin các cụ nhất các cụ nhì các cụ từ cùng toàn thể gia đình thực hiện theo hương ước lệ làng của dân thôn Bắc Lãng xỉ môi dầu thứ và việc lên chiếu nhân cụ nhất hôm nay đại diện cấp lãnh đạo chính quyền của 6 tổ dân phố từ tổ 17 đến tổ 22 ở các xã Vạn Xuân ban chấp hành hội người cao tuổi thuộc cụm khu dân cư Bắc Lạng 8 và 9 nam và nữ cùng các ông quan viên tuần viên các ban ngành đoàn thể của địa phương đến gia đình để chúc mừng cụ Nguyễn Đình Du chính thức được lên chức trên đăng quang cụ nhất cùng trên 8 cụ nhất của thôn Bắc Lạng, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, này rất vui mừng và phấn khởi. Hai ban chấp hành hội người cao tuổi đại diện cho dân, tôi xin chúc kính chúc trên các cụ nhất, cụ nhì, cụ tử cùng toàn thể gia đình mạnh hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, thì sau đây thì xin mời ông bên nhà Bình Tư có đây lời phát biểu. Xin mời ông. Thưa tất cả các cụ, các quý vị của trong án gia đình và của toàn dân, cụ Bình Tư được toàn dân theo dân lễ hương tục vắng chiếu thế nên là mời lên cụ nhất. Thì hôm nay gia đình theo ngày ngày tháng tốt để ngày mai thì cụ đăng quang lên cụ nhất. Có lời mời các ban thể của địa phương đến chúc mừng cụ thì chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin kính chúc cụ nhất, cô cụ bà, toàn thể gia đình là vui vẻ, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Một lần nữa chúng tôi đại diện cho tất cả các đoàn thể xã hội, các vị chính quyền, ban tuần viên, ban viên và nói riêng và đại diện nhân dân Bắc Lạng nói chung đến kính chúc cụ nhất nói riêng và gia đình cụ nhất sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin lễ kính chúc cụ và xin cảm ơn. Vâng, người cháu xin phép trên cùng nhất với tất cả các cụ các ông trong gia đình ngành đoàn thể để xin đỡ lời cùng nhất có ý kiến với ban ngành là thiên địa phần thánh là tổ đội chung coi là ơn tổ đội của Nguyễn Đình Du chúng cháu bám chiếu lên lên lay theo lễ dân lên quán trên thay chân nó có quẩy vụ lay tất cả các cụ đại diện ban ngành của hai ban ngành của hai hội người cao tuổi và toàn thể các ông bí thư các ban ngành tuần phiên quan viên ban chủ nhiệm hợp tác xã của hai miền và tuần phiên quan viên lại thay mặt gia đình chúng cháu xin nhận trước tiên là dầu lễ hương hoa thay mặt gia đình và cảm ơn tất cả các cụ các ông ban ngành đoàn thể đã với chút thời gian và thực hiện theo quy ước của dân lên chúc mừng trước tiên cùng đất gia đình cháu thay mặt gia đình xin chúc tất cả
cả các cụ, các ông ban ngành đoàn thể và 6 tổ dân phố của địa phương Bắc Lãng 8 và 9. Không biết nói gì hơn, coi là sức khỏe các cụ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin biết. Xin còn có ý kiến, tháng mai gia đình được ngày tốt là 21, gia đình cụ nhất và gia tu lễ đăng quang nên làm lễ thánh. Cứ nói trong quanh. Nên là mời tất cả các bộ ban ngành đoàn thể của 6 tổ dân phố và Bắc Nam 8, Bắc Nam 9 lên trên đình làm lễ thánh, xong về nhà tại gia đình chơi dầu chơi nước, 10 giờ mời các cụ chơi rượu chung vui cùng gia đình và cụ nhất. Tôi xin cảm ơn.
cùng nhất thu con đây. Bắn chiếu lên lên thì là các cùng là nhất thủ và bốn cùng nhất cả cùng lên là đó. Thì giờ nữa lời cụ có ý kiến với các cùng nhất mai 7:30 là cụ nhất thu và gia đình chúng cháu có thu cái lễ lên đình làm lễ thánh. Thế xin mời trước tiên các cụ nhất và các phụ tử và toàn thể các cụ ông các bà có mặt đây là lên đình làm lễ thánh cùng với cụ nhất và gia đình xong giờ về sơi đầu sơi nước 10 giờ mời các cụ uống rượu chung vui cùng cụ nhất và gia đình chúng cháu. Cháu xin cảm ơn và chúc tất cả các cụ nhất cũng như các phái các phụ tử và thể các cụ vị khách mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Cháu xin cho phép mãn nguyện đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các cụ đã có bớt chút thời gian xuống chơi mừng, chúc mừng sức khỏe các cụ nhất. Cháu thay mặt gia đình mời các cụ chơi dầu chơi nước mai 8 giờ sáng lên trên đình để làm lễ thánh cùng gia đình người thân. Mời các cụ về gia đình. Hiện tại địa điểm gia đình chơi dầu chơi nước 10 giờ để mời các cụ uống rượu liên hoan cùng gia đình, chúc sức khỏe các cụ và tất cả và ban ngày mạnh khỏe thành ra. Xin cảm ơn ạ. Cái này cũng khi ấy rồi. Cái này đứng bên này. Dạ. Xin chào các bạn nha. Hôm nay khán giả hôm nay của đây cũng nên là chương trình thứ nhất. Thế là gia đình có bao giờ thể thao để ra thành phần và bài tập cho họ như là 10 giờ bán cho toàn dân. Thì hôm nay là chúng tôi là thay cho tất cả là bán cho toàn dân là đến chúc gia đình cố hai cô mạnh khỏe và gia đình ăn nhạc thịnh vượng ạ. Bắt đầu lời ý ạ, anh chị đọc bạn ạ. Vâng, cảm ơn là gia đình xin cảm ơn tất cả các cô mạnh khỏe và gia đình ăn nhạc thịnh vượng. Vâng, xin cảm ơn. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các cụ cái này có cả các chị, cái này có cả cháu và có chút thời gian ngày bố cháu ở đây thì ở địa phương thì còn bán chưa đi lên, thì là ngày nay ngày mai bố mẹ cháu ở đây tu lên đăng quang lên phủ nhất. Đấy thì cùng ngày mai là bố mẹ cháu là tu lên đăng quang, ngày mai là làm cơm lên để lễ thánh. Sau đó là mời tất cả các cụ công bà toàn dân anh em bên nội bên ngoại khách thập phương các nơi các anh em tất cả chúng ta gần các ban các ngành về tại nhà cùng Nguyễn Thị Thu để cơ dầu cơ nước và uống rượu để mừng cho cụ nhất Nguyễn Thị Thu. Vâng ạ. Hay quá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.